Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình là Đàn Anh đây. Giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn Arduino bài 2 nó vừa để led nha. Nếu các bạn thấy thích video này, các bạn nhấn nhấn một say, một like, một subscribe và một nhận xét ở dưới phần mô tả nha. Giờ bắt đầu nào. Giờ chúng ta bài này chúng ta chỉ nói với để led nha các bạn. Được làm bởi mình học sinh này kia. Vậy delete là cái gì? Chắc hẳn là các bạn đều đã quá quen với hai từ đó, đó chính là đèn và led rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn cũng không biết thì không sao hết, mình sẽ giải thích và delete cho các bạn này. Mà thực chất cũng không có gì cần phải giải thích nhiều cả. Delete thực chất cũng chỉ là đèn nhưng khác với đèn dây tóc, trong các loại đèn pin cũ được làm bởi Thomas Edison. Thì đèn led có phân cực âm trần ngắn và trần ngắn và cực dương trần dài. Vậy là bạn phải cấp điện về cực dương và nói cực âm của nguồn. Đèn led cũng có nhiều màu sắc, ví dụ như là màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu tím, màu cam và màu hồng. Nó có nhiều hơn nữa, nhiều loại đèn led hơn nữa. Giờ mình chỉ cho các bạn xem này. Cái loại đèn led mà các bạn thường gặp và mình thường gặp trong này, đó chính là đầu tiên, đó chính là đèn led thường. Nó dài khoảng 3 mm hoặc 5 mm. Là loại led có màu của lớp vỏ bên ngoài trùng với ánh sáng nó phát ra, chẳng hạn như sau. Đấy, đó là hình ảnh sau đây của nó. Rồi led này khá to và sáng khá yếu, vì vậy thường được dùng trong các mạch tiết kiệm năng lượng leo led báo trạng thái và thấy dòng ghi chú 3 mm và hạt 5 mm. Đó là đường kính của led đấy. Đây là đường kính của cái led, là độ to của cái led đó. Nhưng mà mình cũng không thích dùng loại này vì đơn giản vì nó quá quá yếu, sáng quá yếu, quá len ngoài đường mình không thấy gì hết. Nhưng coi giá của led thì mua lỉ là khoảng tầm 3 đến 5 ngàn 10 con tùy vào màu. Đây là đèn led 3 mm, thấy cái đầu nó nhỏ không? Mình đây chỉ là đèn led 5 mm, đầu nó to. Có cái hình đầu tiên đèn led 3 mm thì cái đầu nó nhỏ, cái dây chân chân này hai cái chân nó dài lắm đúng không? Còn đèn led 5 mm thì thấy nó dài, nó ấy vừa đi ngắn rồi, do cái phần đầu nó to lên. Cái loại đèn thứ hai đó chính là đèn led siêu sáng, có vẫn là loại 3 mm và 5 mm. Thực chất led siêu sáng nó cũng không khác gì nhiều so với led thường, cũng chung kích cỡ, đồng giống thôi. Nhưng có điều là nó sáng ơi là sáng, và lớp vỏ bên ngoài nó không có màu, nó màu trắng, nó không có màu gì hết luôn, người ta không có sơn, nó trong suốt luôn. Cái đây coi cái loại đèn led này đắt gần gấp đôi led thường nhưng được cái sáng rõ, sáng đẹp và trong suốt. Đây là một số ví dụ về led siêu sáng. Bạn thấy nó có lớp vỏ không màu nhưng phát ra ánh sáng khác nhau. Led thì mua lỉ là tầm khoảng 3 đến 5 ngàn 10 con tùy vào. Ok, cho xuống. Đây,
Đây là ảnh của nó. Nó trong suốt, mình có thể nhìn vô siêu ngoài bên trong nó cũng được luôn. Nó nên là nó rất sáng, lên ngoài đường nó cũng sáng, nó là sáng. Ok. Cái loại đèn led thứ ba đó chính là đèn led dán, còn được gọi là SMD. Loại led này có thể hơi lạ với các bạn, nhưng đừng lo lắng, các bạn có ý chú ý những con led cực kỳ nhỏ trong mặt Arduino của bạn. Không, đó được gọi là led dán đấy. Nó cũng có hai cực âm dương. Loại này nó có nhiều kiểu kích thước, nhưng đặc điểm chung là nó cực kỳ nhỏ và nó có thể ham tránh vào trong mặt đông của mặt. Vì vậy loại led này chỉ giúp cho mặt đông hai mặt. Và loại này cũng khá đắt đấy, hạt cho hạt các loại mặt in. Mình không thích những dùng loại này, các bạn biết sao không? Đó là lý do vì chỉ nên dùng cho công nghiệp mặt in thôi. Và nếu kỹ năng ham của bạn không cao thì tốt nhất không nên đụng đến các loại led dán, vì nó nhỏ và tốn công sức đỡ hàng, không dễ như hai loại trên đâu. Led thường và led sáng không dễ hơn. Đây là ảnh kích cỡ dài, rồi ảnh kích cỡ ngắn, cuối cùng là đấy, nó gắn vô cái mặt hai đồng từ máy in thôi. Chán nè, nó khó lắm, gắn tự nhiên nó bị giật. Hệ lên nó bị cháy rồi đấy, nó không có dán dở như thế đâu, nó còn cháy mặt luôn. Đấy, đèn led từ mình ghi dùng số 3 đấy là đèn led ligi bi khoảng 5 mm. Nó chính là loại led siêu sáng, siêu sáng thôi nhưng lại có đến 3 màu cho một con led duy nhất. Vậy mình làm màu cầu vồng 3 màu. Chữ rồi, chữ ly viết tắt từ led còn được gọi, còn nhớ lại là màu đỏ. Chữ ghi viết tắt là green, còn có nghĩa là màu xanh. Đấy, b b viết tắt là blue, còn có nghĩa là màu xanh dương. Điều đó có nghĩa là bạn có thể làm một con led sáng với mọi màu mà bạn thích. Tuy nhiên nó hơi phức tạp một chút, nó chỉ có bốn chân. Rồi trong đó có một chân dương, một chân dương để gắn vào mặt. Coi ba, và ba chân đó chính là ligi đấy, nên ba từ red, green, blue viết tắt và chấn nhau lại thì nó vậy cho nó vừa. Ok, bạn xem hình sau để xác định kế chân của led ligi nha. Đây, đợi giúp nha. Các bạn thấy chân đầu tiên đây không? Cái đầu tiên, chân đầu tiên mà nó số một đó để chỉ vào. Ở trên nó có văn nói. Cái đầu tiên là chân màu xanh dương là cái đó. Ai đưa ai chỗ chân này chỉ là chân màu xanh lá cây. Và ở chỗ chân đó chỉ là chân cực âm. Chân dài nhất đó chỉ là chân cực âm. Rồi chân thứ tư chỉ là trong màu đỏ. Ok, video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ subscribe kênh mình dùm nha. Nếu bạn hãy thích video này, các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe và một nhấn share ở dưới phần mô tả nha. Chào bạn, bye bye. Mình sẽ cố làm thêm nhiều video với Arduino, tin học, rất và nhiều nữa nha. Chào bạn và bye bye.